cây của Cương Dương. Nắng quá, đầu giờ sáng là nắng tiếp. Đầu giờ sáng đã nắng quá này. Cây này 8 triệu à? Cây này? Cây đấy 70. 70, cây kia? Con này 12 triệu. 12 à? Đấy, con này 12 à? Cái lục vừng kia? Lục vừng thì rẻ. Vừng kia có 2,5 triệu thôi. Sổ mà đang rẻ thì bán rẻ. Đấy, mua được rẻ bán được rẻ. Trước đây chắc là cái thân chính của nó trước đây. Nó là cái lu như này, nó chỗ này nó bỏ thân. Nó bỏ thân. Trước nó có 2 đầu đây này. Phía kia đầy tí cũng được nhỉ. Đấy, phía bên kia mà nó đầy như này. Chứ em giả 6 triệu đấy, nó không bán đấy, sao nó bị bỏ 2 cái thân này. Lục vừng nó bị bỏ thân tiếc nhỉ. Nó đi miền Nam thì nó về nó không cưới tám được, nó bị bỏ 2 thân. Trước nó còn 2 đầu nên em giả 6 triệu nó không bán. Trước mà còn cái này thì đây, còn đây này, kể cả đằng này nó mạnh lên thì ok này. Nó như bên này này. Đấy. Bỏ bố mất lệch cả cây. Nhưng mà nuôi vẫn được. Nuôi được, con đấy mà. Đấy. Đây lấy cho ông cái số đây, ông có cứ hỏi, lần nào cũng hỏi. Mình có lưu số quái đâu. Đến đây gặp nhau thì biết thôi. Đấy. Này 12 à? 12 này đẹp. Này mà trước sau như một thì ngon nhỉ. Cái tay một đẹp nhỉ. Nó còn lão. Tay này tương lai phải làm lại như thế. Cái này giật ở đây cũng được. Phải giật lại. Xưa họ vào dây ghê quá. Dạ. Chớ nó rồi đi bắt được mấy con tương đối. Sáng giờ đã ra đi cây nào? Chưa. Em mới rồi ấy mà, mới ra. Kia là 8 triệu đây đúng không? Có vẻ nắng quá này, nắng há mồm rồi. Con này sau làm lên đẹp lắm này. Lạc cây. Lạc. Con nào thích tâm cao này, cây lạc, tâm lạc. Phát thân đẹp. Nó không phải là dễ đâu, là cây đây nhỉ. Cây này là bao nhiêu đây? Cây này 7 triệu. Có tiền không mua ở đây cả. Mua nhanh à? Nắng quá. Đấy, sạch sẽ già thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nói đại loại là nhiều đầu ạ. Này chắc một người khiêng nặng. Nếu có chậu đây xe ông 8 triệu hay là hay ho hết. Lúc này sắp chơi đẹp già. Đá như lá làm điện. Xoắn. Này thì bạn lấy cái nón không chết dở. Đấy, mặt sau rồi, như mặt này thì có không chê được, mặt này thì không chê được. Đẩy cái này ra, bỏ này. Cái đấy rồi. Đấy, lại. Lấy cái này đi. Thoát cái chỗ này. Già. Đây này già. Cái này nó giật ở đây. Thì mặt trước này ai cũng thích ấy. Triệu. Ok rồi, xem con 70. Đấy, đẹp, chê rồi. Anh này đẹp. Con này mới bắt được 5 giờ chiều qua tốt. À. Bắt được vùng nào cái này? Con này Ninh Bình. Đi mọi miền đấy nhỉ. Trèo lên mới may ra. Đồ này nó to mà. Đấy. Mặt nạp nhỉ. Đẹp, con này đẹp. Khẩu độ ngắn dùng. Từ cái tay này, cái mầm này nó đóng chuẩn đấy nhỉ. Không chê được nữa rồi, tay này này. Lắc ngọn luôn. Đây là đây là ngọn, sau giật ra đây, đây là ngọn. Đốt vào. này mới kéo hết cành. Em làm sẽ kéo hết cành. Lá này mới có ăn được không? Đấy, sau phải thu ngắn nó lại cho nó gọn bông là đẹp. Đẹp. Đấy. Sạch thân. Sạch lắm anh nhỉ? Sạch. Thân nó sạch. Luôn. Đấy. Đấy. Sơ bộ là như thế. Còn ông nào mà thiện chí thì cứ alo. Ui dồi mẹ, cầm cái xe bỏng tay này. 8 giờ mà nó nắng. Trong kia là con gì đây? Điền. Xanh Nam Điền. Con siêu. Đấy đẹp. Thấy già đấy. Cái này chắc độ 80 phần. Con này thấy nó 80 phần. Nắng quá không nhìn thấy cái gì luôn. Màn hình nhìn vào chả thấy cái gì. Bỏng cả tay. Rành rành. Con này 80 phân. Hình đó chuẩn đấy, 80 phân. Được, con ấy nuôi nhanh. Xa xa tí cho dễ nhìn. Ui phải nóng quá, phải nép vào đây tí. Nắng quá. Ngất. Tí ra lấy cái mũ bảo hiểm đội vào vẫn mồm. Đây rành rành này thì hôm trước đây thôi. Được mấy quả nữa đấy, được mấy quả rồi, đẹp lắm đây. Quả. Mấy quả. Đây này, 3 4 quả. Nhiều lắm. Được. Quả. Đây, mọi thông tin chi tiết liên hệ với Cương Dương. Đấy, cái cây nhỏ nhỏ cái bệt bệt mình thích. Nhìn con này nhìn thấy bệt bệt sướng, cái cây nhỏ Điền nhìn bệt bệt sướng. Mình nuôi được, nuôi được. Ok rồi. Sang bên này tí. Vào đây hai cái to này. To quá. Chả biết của ai, cái này tôi không rõ của ai. Dựa bóng quan lớn quá, dựa bóng cây mát không chịu được quá. Cây xanh Nam Điền rất nhiều quả. Bỏng tay đấy các bạn, nhìn này. Mới có khoảng độ 8 giờ sáng mà nắng khủng khiếp. Hôm nay nắng khủng khiếp luôn. Hôm nay miền Trung chắc phải thua nắng này. Để đi lấy cái nón đó các bác. Đi lấy cái nón. Không có thì ngất không chịu được. Ngất không chịu được. Xe của bác nào đây? Cứ thấy cái số xe là quay đây. Chắc là số cây đây. Này bác ấy có cây xanh. Cây quê. Quê nhiều quả. Bác Thủy tiếc gì đấy vừa nãy gọi đấy. Chào cả nhà. Ôi à. Nắng quá, ra đây cho nó tí mồ hôi ra cho khỏe. Có con muốn anh tí ra lấy mũ bảo hiểm rồi. Lại quả dã man. Ăn được. Úi giời. Giờ đầu bây giờ là Giang Lạc rồi, đầu là Giang Lạc rồi. Bỏng 47 kg cây này nhưng mà nắng lắm. Không chống được, mình sức người không chống được. Không vận lại được tự nhiên đâu. giờ lấy cái mũ cái này. Làm theo lối ngày xưa bệ vó, kiểu bệ vó, rất là thích cái dáng bệ vó cao lên. Đậm chất ngày xưa các vùng quê miền Bắc, Nam Định, Thái Bình rất hay làm cái này.